Mẹ ơi, mẹ ơi, con làm cái gì mà tả tơi dữ vậy? Thằng kia nó ỉ to xác nó quýnh con. Trời trời, con gái tôi yếu đuối mà nó dám. Mẹ ơi, chờ con. Nó kìa mẹ. Mày tính làm gì tao nữa? Bự con thiệt mà. Má mày lại vậy? Tao đâu phải mẹ mày đâu. Mẹ ơi. Ê, hãy đưa em bánh mì không? Dạ không. Chị hai ơi, em thèm bánh mì quá. Thôi gán đi, nhà mình không có bánh mì đâu mà ăn. Liêu liêu, đổ cái bánh mì ăn. Đói bụng thì em ăn đỡ cái này đi. Lại là hải sản. Hả? Không có dạ, cho tao ăn chung với. Nè, lại đây ăn chung đi. Yeah. Hết luôn cũng được. Nè con ăn đi, ăn nhiều cho mau lớn. Mẹ nhìn kìa, đói bụng quá. À, mẹ hiểu rồi. Nè bạn ăn đi. Mình cảm ơn bạn. Ngon quá. Về nhà thôi con. Dạ. Lâu lắm rồi mình mới được bữa ăn ngon như thế này. Ê Huỳnh Tiến, sáng giờ mày đi đâu vậy? Sao hai đứa tao kiếm mày không gặp? Tao đi học thể dục. Học thể dục mày học được những gì? Là vậy nè. À, học thể dục giống như học múa. Mày ngu, học thể dục giống như đánh kiếm. Hai đứa mày đều ngu. Hả? Chứ không phải hả? Tao có đi học đâu mà tao biết.